Phái đoàn Iran và Lục Cường sẽ gặp nhau ngày 25 tháng 2, tin từ Munich. Ngoại trưởng Ali Abba Salehi của Iran cho biết, phái đoàn thương thuyết nguyên tử Iran và Lục Cường sẽ đàm phán trở lại vào ngày 25 tháng 2 ở Kazakhstan ông salehi không rõ rệt cho biết iran có chấp nhận đàm phán trực tiếp với hoa kỳ theo đề nghị của phó tổng thống joe biden hay không chỉ nói rằng nếu chỉ là vấn đề nguyên tử thì iran sẵn sàng đàm phán giống như đã làm phán với lục cường